Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Kính chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày mới thật vui khỏe và tràn đầy năng lượng trong cuộc sống. Khi xem, quý vị và các bạn nhớ cho like, chia sẻ và đừng quên bấm vào nút đăng ký để nhận thông báo mà chúng tôi đang cập nhật tới tất cả quý vị hàng ngày. Xin chân thành cảm ơn và sau đây là nội dung của MC Kỳ Duyên tình tứ bên chồng cũ thứ hai. MC Kỳ Duyên đăng tải loạt ảnh bên Trình Hồi, cả hai từng có cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm. Trên trang cá nhân, MC Kỳ Duyên vừa chia sẻ hình ảnh tình tứ bên Trình Hồi khi tham gia một đám cưới. Hình ảnh Kỳ Duyên và người chồng cũ thứ hai bên nhau nhận được sự chú ý của nhiều khán giả. Kỳ Duyên và Trình Hồi từng có cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm. Trước khi đến với Trình Hồi, nữ MC từng qua một lần đò và có hai cô con gái. Trình Hồi kém Kỳ Duyên 5 tuổi. Từ năm 2000, Kỳ Duyên vướng nghi vấn tái hợp với người chồng cũ thứ hai. Nữ MC không lên tiếng vì những đồn đoán tình cảm. Hai cô con gái Kỳ Duyên cũng yêu mến Trình Hồi. Sau hai lần ly hôn, Kỳ Duyên như con chim sợ cành cong. Vì vậy, hẹn hò Duy Hân đến 10 năm, nhưng Kỳ Duyên không tiến tới hôn nhân. Và cuối cùng, cặp đôi đã đường ai nấy đi. Trước đó, ngày 25 tháng 7 theo giờ Việt Nam, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã bất ngờ đăng tải hình ảnh bên một người đàn ông giống mặt. Cả hai nắm chặt tay nhau, tiến về phía trước và thể hiện rõ sự hạnh phúc. Đáng chú ý là lời nhắn nhủ yêu thương mà được MC dành cho đối phương. Cũng đồng thời là lời ước hẹn năm xưa giữa hai người. Qua cuộc hành trình, em hứa sẽ về nếu anh chờ. Lời hứa năm xưa em vẫn giữ, từ nay mình nắm tay nhau đi suốt khoảng đời còn lại. Như anh đã hứa với em anh nhé, Kỳ Duyên viết. Ngay lập tức, bài đăng của MC Kỳ Duyên nhận được sự quan tâm rất lớn từ bạn bè và cư dân mạng. Mọi sự chú ý đổ dồn vào ngôn từ cô viết gửi đến người thương, từng dòng chữ như đang gợi ý nối lại tình xưa. Căn cứ vào bức ảnh được Kỳ Duyên công khai, không ít bình luận cho rằng ngoại hình người đàn ông rất giống MC Trình Hồi, chồng cũ của cô. Đặc biệt, nhiều bạn bè của Kỳ Duyên cùng ấp mở việc nữ MC tái hợp với người chồng thứ hai sau hơn một thập kỷ qua. Chúc mừng anh chị hạnh phúc, người sau chia tay nhiều năm vẫn nhớ chi nhà cho ta, là người luôn muốn cùng ta tiếp tục nắm tay và xây dựng ngôi nhà ấm áp. Em vui quá, chúc mừng anh chị, có duyên có nợ chắc hẳn sẽ quay về. Chị không ngạc nhiên và rất cảm động, thật vui với hạnh phúc vì hai em đã về lại bên nhau. Nhiều người nghi ngờ màn tái hợp của Kỳ Duyên và Trình Hồi. Trước những suy đồn đoán bình luận chúc mừng của mọi người, nữ MC hiện tại vẫn chưa lên tiếng và nghi vấn nối lại tình xưa. Kỳ Duyên nổi tiếng tại các sân khấu hải ngoại và tài năng ăn nói lưu loát, được biết đến là người đẹp trí tuệ. Thế nhưng, trái ngược với con đường công danh, tình duyên của cô lại khá lận đận với hai lần đò và một cuộc hôn và một cuộc tình 10 năm không cưới. Cô kết hôn lần đầu tiên với một bác sĩ Việt Kiều và có hai cô con gái. Cuộc sống sung túc không thể cứu vãn cuộc hôn nhân khi cả hai nảy sinh nhiều bất đồng dẫn đến ly hôn. Sau hôn nhân đầu đổ vỡ, cuối năm 2004, nữ MC hải ngoại lại tái hôn với nam luật sư kiêm MC. Trình Hồi. Khi ấy, bà mẹ hai con đã 39 tuổi. Trình Hồi kém bà xã 5 tuổi nhưng rất chín chắn. Dường tưởng Kỳ Duyên sẽ đến với cuộc đời với tri âm tri kỷ của mình, nhưng cuộc hôn nhân ấy cũng chỉ kéo dài được 4 năm. Đầu tháng 5 2008, tin đồn về sự rạn nứt của Kỳ Duyên và Trình Hồi lại bắt đầu rộ lên, nhưng cả hai vẫn giữ im lặng mãi đến tháng 12 2008. Thông qua trên trang cá nhân, Kỳ Duyên chính thức thông báo về sự tan vỡ. Sau 2 năm chia tay, Kỳ Duyên Trình Hồi xây dựng gia đình